Bởi vì sao tôi nói đặc biệt? Là vì hành giả niệm Phật là cái hành giả đó vãng sanh là cái chuyện đó bình thường. Tôi ví dụ như Phật tử minh tâm đó, phát tâm niệm Phật, rồi sau khi Phật tử minh tâm đó từ trần thì minh tâm đó vãng sanh, chứ không thấy người khác vãng sanh được. Đó là cái việc rất bình thường. Nhưng mà cái câu chuyện này là thân trung ấm vãng sanh, thân trung ấm vãng sanh, đó là cái chuyện hết sức đặc biệt. Thì hôm đó tôi giảng ở tiểu bang Rích Bình, mà ở tiểu bang Rích Bình là cái đạo tràng niệm Phật của Pháp Sư Tịnh Không Amitabha lớn lắm. Thứ bảy và chủ nhật thì khoảng 2.000 người niệm Phật. Thế thì tôi mới đến nhà của cái hành giả, là hành giả này là của Tịnh Tông Học Hội, bà năm nay là 71 tuổi. Thì câu chuyện nó xảy ra như thế này. Vào 13 tháng 7 năm 2012, bà nằm trên bao, bà mới thấy một người thanh niên thân hình rất là tiều tụy, sơ xác, khổ sở. Anh nói với bà thế này: tôi tìm bà rất lâu, hôm nay tôi gặp bà ra ơn tế độ, bà cứu tôi khổ quá. Bà hỏi cái người thanh niên cho anh khổ và phương diện nào. Thì người thanh niên mới trả lời rằng: tôi là người Đại Hàn, tên của tôi là Kim Thiện Nhật, bị con tin nó bắt và nó chặt đầu tôi ở Iraq, tôi khổ quá, bà cứu tôi. Bà mới nói: như vậy là anh khổ quá, anh chết oan. Bây giờ nếu anh muốn nhờ tôi giúp đỡ thì có thể rằng tôi dạy anh niệm Phật được không? Người thanh niên đó mới nói được. Thì bà mới dạy chàng thanh niên đó niệm Phật 3 lần, Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần. Sau đó bà thức dậy thì đồng hồ mới có 2 giờ khuya. Bà cầm cái xô chuỗi tay, bà ra ngoài phòng khách, bà ngồi bà niệm Phật. Thì cậu con trai của bà là 43 tuổi, cậu đi ra ngoài, cậu đi vệ sinh, cậu thấy mẹ ngồi, cậu mới nói: mẹ biết giờ này mấy giờ không? Bây giờ mới có 2 giờ khuya mà mẹ không ngủ, mẹ thức làm gì? Lớn tuổi rồi, mất sức khỏe nguy hiểm lắm. Bà mới nói: mẹ mới nằm chiêm bao một cái điềm chiêm bao rất là lạ lùng. Mẹ thấy một người thanh niên, cậu ta cho mẹ biết là cậu là người Đại Hàn mà bị Iraq bắt làm con tin nó chặt đầu. Anh khổ quá, anh nhờ mẹ cứu. Mẹ mới dạy anh niệm Phật. Thì niềm chiêm bao đó rõ ràng như vậy đó. Thì người con trai của bà mới nói thế này: mẹ là hành giả của Tịnh Tông, mà cái nội quy của Tịnh Tông Học Hội là không cho hành giả nghe điện thoại là 1, không đọc báo là 2, không xem TV là 3. Để tạo xem sao mẹ biết cái chuyện đó. Bà nói: mẹ nằm chiêm bao, mẹ không coi TV, mẹ không đọc báo, mẹ không nghe điện thoại,
đó là điềm chiêm bao. Thế là người con trai của bà trở vào phòng lấy cái tờ báo ra đọc cho bà nghe. Đây là chuyện thật mà báo đã đăng, có cái hình này. Bà mới dòm ra tờ báo và thấy cái hình cái người thanh niên đó. Bà mới nói đúng rồi, mẹ thấy trong chim bao, mẹ thấy cái người thanh niên đó giống cái hình ở trong cái tờ báo này. Rồi bà mới nói ngày mai tôi vào tỉnh tông học hội tôi niệm Phật, anh có thể vào đó để niệm Phật vì ở đó đại chúng đông, cái năng lượng nó tốt hơn. Còn ở nhà có một mình tôi, cái năng lượng nó không tốt, không bằng đại chúng. Bà nói khơi khơi vậy. Thì sáng con trai bà mẹ lái xe đưa vào Amitabha, tức là cái đạo tràng niệm Phật, 2 ngày thứ bảy và chủ nhật, 2.000 người đi niệm Phật. Thì chiều chủ nhật bà về, thì tối lại bà niệm Phật để hồi hướng cho kim thiện nhật thêm một tuần lễ. Thì sau 7 ngày trôi qua, thì bà chiêm bao và thấy kim thiện nhật ngồi trên hoa sen màu xanh, phóng hào quang màu xanh, mặt mày rất là tươi tắn và chắp tay chào bà, tôi về cực lạc. Sau đó người con trai của bà thấy một cái việc rất là hữu ích, rất là mầu nhiệm, anh viết cái bài báo gửi qua Đài Loan, bên Phật giáo Đài Loan đăng cái tin này và gửi báo từ Đài Loan qua Úc để cho đạo tràng của Pháp Tông sư Tịnh Không là đọc cái chuyện này. Thì hôm đó tôi ở nhà, tại nhà của hành giả đó. Và người con trai của bà mang cái tờ báo của Đài Loan gửi qua đó, đọc nguyên văn cái bài báo đó, mà anh nói rằng tôi là tác giả viết cái bài báo đó. Thế thì quý vị thấy câu chuyện hết sức là đặc biệt. Cái người này chưa bao giờ niệm Phật, cái chàng thanh niên người Đại Hàn này, kim thiện nhật này chưa bao giờ niệm Phật, thế mà chết rồi. Tìm cái hành giả niệm Phật này, nhờ cái hành giả này giúp đỡ, hành giả này khuyên anh niệm Phật và anh đến đạo tràng Amitabha để niệm Phật 2 ngày. Và sau đó hành giả này niệm thêm 1 ngày và 1 tuần lễ để hồi hướng cho kim thiện nhân, anh được vãng sanh cực lạc. Như vậy hành giả niệm Phật của chúng ta đã có niệm Phật thì phải hơn chàng thanh niên đó, hơn đấy chứ. Nhưng mà cái điểm đặc biệt tôi muốn trình bày để quý hành giả thấy rằng chàng thanh niên này chết mà không oán hận, không thù hằn, đó là cái việc rất là đặc biệt. Bị người ta chặt đầu mà chàng thanh niên này không giận hờn, không oán hận. Cho nên sau khi anh chết rồi, cái thân trung ấm của anh khôn khéo biết lựa chọn và tìm một người để giúp cho anh, đó là cái hành giả niệm Phật này. Không oán hận, không thù hằn. Cho nên vì vậy mà hành giả tu tịnh độ của chúng ta, cái quan trọng là buông xả được hay không. Trước giờ lâm chung có buông xả hay không?